clip tiền bay tứ tung giữa đường, người dân Đà Nẵng không ai hôi của. Khoảng 10 triệu đồng của nam thanh niên chạy xe máy đánh rơi và bay tứ tung khắp đường phố Đà Nẵng, nhưng không một ai hôi của, mà còn dừng lại nhặt giúp cho khổ chủ không thiếu một đồng. Ngày 7 tháng 5, trên mạng xã hội vừa lan truyền một câu chuyện xúc động, kể lại sự việc một nam thanh niên chạy xe máy đã làm rơi chiếc ví khiến khoảng 10 triệu đồng bên trong bị rơi ra ngoài và bay khắp đường hầm chui Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Lúc này, có rất nhiều người dừng xe lại lượm tiền. Cứ nghĩ người hôi của, hoảng loạn nên anh này cũng cố lượm được chừng nào hay chừng nấy. Tuy nhiên, trái với dự đoán, mọi người nhặt tiền xong xếp gọn gàng, đem đến cho chủ nhân chiếc ví không thiếu một đồng. Anh Nguyễn Văn Dương, người đánh rơi tiền cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay 7 tháng 5, khi anh đang chở mẹ từ quận Thanh Khê vào trung tâm thành phố để giao hàng. Do túi quần nông nên ví rơi ra. Khi anh Dương phát hiện ra bị rơi tiền và quay xe lại tìm, thì đã thấy tiền trong ví bay tứ tung vì trong hầm gió rất to. Theo anh Dương, sắp tiền hàng mới nhận chừng 10 triệu đồng, trong đó chủ yếu tờ tiền mệnh giá 50.000 và 200.000 đồng theo gió bay tới cửa hầm. Thời điểm này, có rất đông người qua lại nhưng không một ai hôi của cả, mà còn dừng nhặt tiền giúp mẹ con anh Dương. Một số người cũng dừng lại dàn xếp giao thông để các xe di chuyển an toàn. Anh Dương cho biết thêm, khi mọi người nhặt được tiền và gửi lại, anh kiểm tra thấy không thiếu một đồng, giấy tờ tùy thân cũng không bị mất. Được biết, anh Dương và gia đình từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề buôn bán gia cầm. Bản thân anh rất xúc động vì sự hào hiệp của người Đà Nẵng.